Vâng, em xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì video này thì em xin giới thiệu đến cho các bác là những cái phụ kiện về xe đạp. Rất là nhiều những cái sản phẩm mới mà em mới về như là đèn xe này, mũ bảo hiểm và giày đạp xe, những bơm các thứ. Rất là nhiều những cái sản phẩm mà các bác đi đạp xe không thể thiếu được. Thì các bác đi qua kênh thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Và em sẽ giới thiệu cho các bác là những cái mã về phụ kiện đạp xe. Và bên cạnh đó em sẽ giảm giá chiên cho các bác những cái sản phẩm rất là rẻ thôi ạ. Vâng, đầu tiên về phụ kiện xe đạp thì em xin giới thiệu cho các bác là những cái mã đèn pha trước nhé. Đấy, những cái mã đèn pha trước này là không bao giờ thiếu được trong những cái bác đạp xe cả. Đấy, thì mã đèn đầu tiên thì em xin giới thiệu đến cho các bác là một cái mã đèn còi nhé. Các bác nhé, mã đèn còi, vừa đèn vừa còi luôn này. Các bác này, nó có cái đèn mốt để cho các bác bấm luôn. Đấy, khi mà các bác thích bật ở đây cũng được này. Bật ở đèn cũng được, hoặc các bác bật ở trên cái đèn mốt này. Đấy, em sẽ bật cho các bác xem nhé. Cái đèn này thì nó có cái dải ánh sáng ở hai bên, rất là đẹp luôn. Và pha sáng của nó là 350 lumen, sáng, rất là sáng luôn. Thì cái đèn này thì các bác nào mà đi trong cái đường làng thôi, không cần cái độ sáng quá, chỉ ánh sáng vừa đủ thôi, thì các bác có thể lấy cho em cái đèn này. Nó vừa tích hợp vừa đèn vừa còi nhé các bác nhé. Đây, đấy, đấy, vừa đèn vừa còi luôn. Và các bác có thể thay đổi cái tiếng còi, các bác giữ im cho em cái nút này này, để các bác thay đổi tiếng còi. Và có 7 chế độ còi cho các bác thay đổi nhé. Đấy, thì một cái mã đèn còi này thì em xin lên giá cho các bác giá là 200k một cái mã đèn vừa đèn vừa còi nhé. Và có cả dây sạc cho các bác. Khi sạc thì các bác rút cái còi này ra, rút cái dây còi ra, các bác cắm vào cái sạc đây cho em. Đấy, phụ kiện đi kèm sẽ là một cái đèn mốt này, một cái đèn và một cái dây sạc cho các bác. Các bác lên giúp em là mã đèn còi 200.000. Mã tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái mã đèn nhôm, vỏ nhôm. Công suất của nó là 550 lumen. Cái đèn này thì đi kèm cho các bác là các bác có thể bắt ở cái giá dưới đồng hồ luôn nhá. Đấy, nó có cái quạc dưới như này này, đồng hồ phía trên, đèn phía dưới và một cái dây sạc. Đấy, hoặc các bác không thì các bác bắt trực tiếp ở trên ghi đông cho em. Trực tiếp ở trên ghi đông cho em như thế này. Đấy, và một cái đèn này pha xa sáng của nó là 550 lumen. Khi bật thì các bác nhấn giữ cho em nhé. Nó có rất là nhiều chế độ này, sáng mạnh này. Đấy, sáng nhẹ này. Và chế độ nháy nháy nữa. Nháy thì các bác nhấn giữ cho em là nó sẽ nháy như này nhá. Đấy, các bác không thích thì các bác tắt đi. Rất là nhiều chế độ luôn. Và cái đèn này thì là ánh sáng cũng rất là mạnh rồi. Công suất của nó là 550 lumen. Thì những cái bác nào mà chỉ cần những cái ánh sáng mà đủ sáng để đủ đi thì các bác có thể lấy cho em cái đèn này là 550 lumen các bác nhé. Đấy, và cái đèn này em xin báo giá cho các bác giá là 350.000 nhá. Thì các bác lên cho em mã là đèn 550 lumen, giá là 350.000. Vỏ ngoài của nó bằng nhôm các bác nhé, vỏ ngoài bằng nhôm, các bác có thể cắm dây sạc ở đây này. Đấy, và một cái đèn này thì các bác có thể đi trong khoảng 3 đến 4 tiếng, vỏ ngoài bằng nhôm, chống nắng chống mưa cho các bác nhé. Đây, đây là một cái đèn 550 lumen. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái mã đèn Bonchenger. Bonchenger 1800 lumen, hàng của Made in USA. Con này thì nó rất là sáng rồi. Nó có hai pha cho các bác nhé, hai pha này. Khi bật thì các bác nhấn giữ cho em, bật nút bật tắt đây và nút chế độ đây. Các bác có thể điều chỉnh chế độ to nhỏ như này. Đấy, nháy nháy. Và con này thì rất là sáng rồi. Rất là sáng luôn, pha xa của nó khoảng 200m các bác nhé. Thì những cái bác nào mà thích cái đèn sáng và vừa tiền thì các bác có thể lấy cho em con đèn này là 1800 lumen, hai pha cho các bác. Vỏ ngoài bằng nhôm, có đầy đủ giá bắt cho các bác nhé. Đầy đủ giá bắt cho các bác. Rất là đẹp luôn, siêu chất lượng. Và nó có cái cổng sạc ở đây các bác nhé, cổng sạc ở đây. Thì các bác lên giúp em làm một cái mã đèn Bonchenger này, là em gửi tới các bác giá là 550.000 nhá các bác nhé. Rất là sáng rồi này các bác này. Đấy, vừa sáng mà giá lại phải chăng các bác nhé. Đấy, thì các bác nào mà thích con đèn sáng mà giá vừa tiền thì các bác lấy cho em con đèn này, con đèn Bonchenger, giá là 550 lumen các bác nhé. 1800 lumen, em xin lỗi, giá là 550.000.
Tiếp theo em xin gửi tới cho các bác một cái mã đèn đến từ thương hiệu Audi Sport này, hàng của Made in Germany. Con này thì nó phải nói là đẳng cấp rồi các bác ạ, quá là đẳng cấp luôn. Nó có đầy đủ giá bắt cho các bác nhé. Thêm cho các bác là một cái giá bắt dưới đồng hồ như này. Các bác có thể xoáy vặn như này cho em. Xoáy vặn như này và các bác bắt dưới đồng hồ như này nhé. Đấy, các bác treo ở cái giá cái dưới đồng hồ như này. Và nó là màu đỏ hồng đây này, rất là đẹp luôn, ông ánh siêu đẹp. Và con này có 6 pha cho các bác nhé, pha dưới này, pha trên này, rất là đẹp luôn. Khi bật thì các bác ấn nút on off cho em, xong rồi đây là cái chế độ nhá, chế độ cho các bác này, siêu sáng luôn các bạn. Con đèn này không sáng em không lấy tiền. Đấy, các bác nhìn thấy không, nó rất là sáng, khi mà dọi cái ánh sáng vào tay thì là nó nóng luôn rồi các bạn. Rất là nhiều chế độ luôn. Đây là cái chế độ sáng này, rất là xa luôn này, pha của nó rất là rộng nhá các bác nhá. Tại vì là nó có hai cái giải ở bên ngoài đây này nên là pha của nó rất là rộng. Nó sáng gấp đôi đèn ô tô luôn các bạn, nó sáng gấp đôi đèn ô tô. Và bên cạnh đó là nó cũng có một cái cổng ra nữa. Ví dụ như là khi mà đi hết pin thì các bác có thể cắm sạc ở đây luôn. Cắm sạc được ở đây để chuyển sạc cái đèn khác. Đấy, nó có một cái đầu ra và một cái đầu vào này. Đầu này là các bác sạc, còn đầu này là các bác sạc sang cái đèn khác. Nó thay thế như một cục sạc dự phòng ấy, nói nôm na là như thế. Và rất là đẹp nhé, con đèn này thì siêu đẹp luôn rồi. Các bác nhìn thấy là các bác đã mê rồi. Và các bác lên giúp em là một cái mã đèn Audi Sport này. Đấy, mã đèn của Đức. Em gửi tới các bác giá là 850.000 nhé. Siêu đẹp luôn. Cái đèn này mà không sáng, không đẹp em không lấy tiền. Các bác cứ gửi lại em. Và các bác được quyền nhận hàng và kiểm tra hàng. Các bác nhé, rất là đẹp luôn này. Con đèn này thì phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, từ cái nước sơn ở bên ngoài nhá. Đấy. Và các bác lên giá giúp em là 850.000 một cái mã đèn Audi Sport này đến từ Made in Germany. Đầy đủ giá bắt này, dây sạc cho các bác luôn. Và cái đèn tiếp theo em muốn lên cho các bác là một cái đèn của Shimano. Đây các bác, đèn Shimano Made in Japan nhá. Con đèn này thì nó là 4-in-1, nó có tích hợp cả đèn này, cả còi, cả đồng hồ tốc độ và cái đèn cảnh báo cho các bác luôn. Đấy, khi bật thì các bác bật như này cho em này, bật nhá. Đấy, đây là đèn sáng nhá các bác nhá, đèn sáng này, con này đèn rất là sáng này các bác này. Đấy, đèn sáng nhá, rất là nhiều chế độ luôn này, đèn vừa, sáng mạnh này, nháy cho các bác. Và đèn cảnh báo các bác, khi mà sáng rồi thì các bác, trời sáng rồi thì các bác có thể bật đèn cảnh báo này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và các bác, nó có cả cái chế độ nhá, chế độ đồng hồ tốc độ này, đấy, km này, quãng đường đi được và thời gian đi, rất là xịn luôn nhá các bác nhá. Đấy, và có cả còi luôn nhá các bác này. Đấy, một con đèn 4-in-1. Con đèn 4-in-1 của Shimano, hàng của Nhật, thì em các bác lên giúp em là mã đèn 4-in-1. Em gửi tới các bác giá là đèn 4-in-1. Em gửi tới các bác giá là 650.000 các bác nhá, 650.000. Các bác bắt vào ghi đông như này cho em. Đấy, các bác nhìn phía trước, đèn phía trước, đồng hồ phía trước và có cả còi luôn, rất là đẹp luôn nhá. Thì các bác lên cho em là mã đèn 4-in-1. Em gửi tới các bác giá là 650.000, 650.000 các bác nhé. Theo thì em xin giới thiệu cho các bác là những cái hàng về bơm xe đạp, bơm treo xe này các bác này. Các bác có thể treo lên xe đạp đi, mang đi khắp mọi nơi nhá. Đấy, bơm treo xe. Và cái hàng này nó là hàng của Đài Loan, Made in Taiwan. Đấy, cái hàng Đài Loan sản xuất thì các bác yên tâm rồi. Và em sẽ bóc ra cho các bác xem nhé. Đây là thương hiệu Figo này, nó là hàng Đài Loan. Khi bơm thì các bác dựng cho em như này, dựng cho em như này và các bác mở ra. Đấy, hơi vào rất là mạnh nhá. Đấy, các bác đi đường, khi mà các bác đi đường thì các bác nên trang bị cho em cái bơm như này. Và đầu bơm của nó rất là dẻo này, các bác có thể xoay dọc, xoay ngang, rất là xịn sò luôn. Và đây là đồng hồ bơm nhá. Đồng hồ bơm của nó là 120 bit luôn. Một cái bơm treo xe có 120 bit. Và gióng của nó là gióng nhôm nhá các bác nhá, gióng nhôm. Các bác treo lên xe, các bác mang đi khắp mọi nơi luôn. Và nó là cái đầu van bơm thông minh các bác nhá, đầu van bơm thông minh, bơm được tất cả các loại van luôn nhá. Khi mà các bác, ví dụ các bác là các bác mở như này, các bác đút vào van, các bác bơm cho em này. Đấy, thì ví dụ như là các bác bơm van hạt gạo thì các bác xoáy ra,
xoáy ra nhé, xoáy cái đầu này ra này, xong các bác rút cái này ra, các bác đảo đầu bơm cho em. Đấy, bên một bên là bơm, một bên là van run, một bên là van hạt gạo. Van hạt gạo thì các bác bỏ vào đây cho em, các bác nắp lại nha. Đấy, nó là van, đây nó là van run này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, van run đây. Khi bơm thì các bác kéo ra như này là được nhé. Tiếp theo hoặc là các bác có thể đảo đầu ngược lại. Đấy, nó có hai đầu bơm cho các bác bơm thoải mái luôn các bác nhé, rất là đẹp luôn, rất là xịn sò. Thì một cái mã bơm treo xe này em báo giá luôn cho các bác, báo giá luôn cho các bác giá là 350.000 nhá các bác nhé, báo giá luôn cho các bác giá một cái mã bơm treo xe này là 350.000. Chiều dài của nó là 28cm nhé. À, nó có 140 bit đây này, 140 bit cho các bác luôn. Đây, bơm, cái đồng hồ bơm ở ngay cái dây bơm luôn nhé. Và dây bơm của nó rất là dẻo dai luôn, hàng của Đài Loan, rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, made in Taiwan. Khi gửi thì em sẽ gửi cho các bác nguyên siêu nguyên hộp như thế này. Đầu van bơm thông minh, các bác treo xe khi mà các bác đi phượt thì các bác nên mua một cái bơm như thế này để mang đi đường, tránh cái trường hợp là các bác bị hết hơi giữa đường thì còn có cái mà bơm. Thì các bác lên cho em là mã bơm treo xe này, em gửi tới các bác giá là 350.000 nhé, 350.000. Vâng, tiếp theo thì em xin lên cho các bác là những cái mã giày đạp xe nhé. Giày đạp xe đến từ thương hiệu Sport này, Sport, và hàng là hàng của Mỹ nhé các bác nhé, hàng của Mỹ, rất là êm, rất là đẹp luôn. Màu sắc thì đa dạng cho các bác này. Thì đầu tiên thì em lên cho các bác một cái gam màu rất là hot luôn. Cái giày này là giày hai khóa nhé, khi mà mở thì các bác rút ra như này cho em. Đấy, rút ra như này và các bác nới ra cho em nhé. Và đệm của nó rất là êm luôn, vặn thì các bác ấn vào các bác xoáy này. Đấy, hot này. Và cái màu này nó là màu xanh tím đổi màu nhé. Và đối những cái giày đạp xe thì đế của nó sẽ cứng các bác nhé, đế của nó sẽ cứng, tại vì trợ lực các bác khi mà ấn thì nó không bị nó mềm thì các bác sẽ gây đau chân, tại vì là khi mà giày đạp xe thì phía trên mềm và đế phải cứng. Đấy, đấy là quy định của giày đạp xe các bác nhé. Và cái này đạt tiêu chuẩn cho các bác luôn, đạt tiêu chuẩn cho các bác. Và một cái nó có ký hiệu về đạp xe ở trên đây. Đấy, rất là xịn sò nhá. Và cái màu này nó là màu xanh tím đổi màu, màu rất là độc, rất là lạ luôn. Khi mà các bác mua như này thì màu này thì chắc là chỉ một mình các bác có thôi. Và phía bên ngoài đây là màu phản quang các bác nhé, phía bên ngoài đây là phản quang cho các bác này. Khi mà đèn dọi vào thì là nó sẽ phản quang cho các bác. Và đệm rất là êm luôn nhé, đệm mút cho các bác rất là êm này các bác này. Đấy, và đế của nó là được kiểm định để đi đạp xe rồi, rất là xịn sò luôn nhé. Đấy, và một cái mã đèn này thì các bác lên giúp em, và một cái mã giày đầu tiên thì các bác lên giúp em là mã giày hai khóa đổi màu. Các bác lên giúp em là mã giày đạp xe số 1 nhé. Giày đạp xe số 1 này thì em lên cho các bác giá là 1.050.000, thì em giảm giá cho các bác hôm nay là 1.000.000 luôn, là còn 1.000.000 nhé, là còn 1.000.000 một cái đôi giày như thế này. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái mã giày màu đen hai khóa. Đây, màu đen hai khóa luôn nhá. Và những cái mẫu giày này thì ví dụ các bác đi cá, giày cá hay là giày thường em đều có hết nhá các bác nhá. Và đây là em sẽ giới thiệu màu sắc và kiểu dáng cho các bác thôi. Ví dụ các bác thích giày có khóa này, kiểu như này thì em sẽ gửi cho các bác như thế nhá. Đấy, em sẽ gửi cho các bác như thế. Và tiếp theo là mẫu số 2 là màu đen này. Mẫu số 2 là màu đen các bác nhé, hai khóa cho các bác này, màu sắc rất là đẹp luôn. Đấy, nó có đầy đủ các cái lỗ thông hơi thoáng khí ở đây cho các bác nhé. Và cái bác lên giúp em là mã giày số 2, giày đạp xe số 2, em gửi tới các bác giá là 1.000.000. 1.000.000 các bác nhé, thanh lý giảm giá nốt cho các bác là 1.000.000 luôn. Đế của nó có ký hiệu đạp xe ở đây này các bác này. Đấy, thì các bác lên giúp em là mã giày đạp xe số 2 màu đen. Giày thường hay là giày có cá thì các bác alo cho em. Em có đầy đủ cả thường cả cá đều có nhá các bác nhá. Đấy, thì đây, mã số 2 em gửi tới các bác giá là 1.000.000, màu đen này, siêu đẹp luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em gửi tới các bác là màu xanh BNG này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Quá là đẹp luôn, hàng đều là hàng của Mỹ hết nhá các bác nhá. Hàng của Mỹ và có cái biểu tượng đạp xe cho các bác này. Đấy, rất là xịn sò luôn, hàng chuẩn xịn,
hàng chuẩn xịn luôn các bác nhé, hàng chuẩn xịn các bác nhìn giúp em. Và ví dụ các bác thích màu xanh nhưng cọ dày có cá thì em cũng vẫn có. Đấy, đây là em đang dơ cái kiểu cách kiểu dáng lên cho các bác xem thôi. Đấy, đây là một mã số 3, các bác lên cho em là mã số 3. Mã số 3 em gửi tới các bác giá cũng là 1 triệu nhá. Em giảm giá thanh lý cho các bác. Cái giày này thì các bác mua ở ngoài thì chắc cũng khoảng là 1,8 triệu đấy các bạn. Đấy, đây là hàng em thanh lý cho các bác, gửi tới các bác giá rất là tri ân rồi, giảm giá cho các bác là 1 triệu nhá. 1 triệu các bạn, rất là đẹp luôn này, màu xanh BNC, hàng của Mỹ. Tiếp theo thì em xin chuẩn lên cho các bác là màu số 4 là màu trắng. Đây, màu trắng là nó có cá như này này các bác này. Đấy, nó có cá như này nhá các bác nhá. Đấy, ví dụ các bác đi giày thường mà màu trắng thì em cũng có luôn. Đấy, và đây là màu trắng này, màu trắng thì em xin gửi tới các bác giá cũng là 1 triệu các bác nhé, 1 triệu một đôi. Đầy đủ các lỗ thông hơi thoáng khí cho các bác và hai cót vặn này, rất là xịn sò luôn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Đấy, các bác vặn ra, nới ra, rút ra các bác vặn nhé. Đây, các bác đi vặn các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái giày này các bác lên giúp em là 1 triệu một đôi nhé, 1 triệu một đôi. Hai khóa thương hiệu Sport này, rất là đẹp luôn các bác nhé. Và phía đằng sau là những cái đôi giày một khóa các bác nhé, những cái đôi giày một khóa này. Đấy, và cũng hàng là thương hiệu Speed của Mỹ. Và em có màu đỏ này, màu xanh, màu đỏ, màu xanh cốm này, màu trắng và màu đen. Đấy, và đệm của nó rất là êm luôn các bác nhìn nhé, rất là êm. Và đế của nó được kiểm định cho các bác, đế cứng khi mà các bác đạp xe cần cái độ điểm nhấn ấy thì là nó không bị đau chân, không bị mỏi chân các bác nhá. Đấy thì rất là xịn sò luôn. Và một cái mã giày như thế này thì em gửi tới các bác giá là 700k một đôi nhá. Và em có màu đỏ này, màu xanh, màu trắng và màu đen. Và những cái mã giày này thì em có đầy đủ size số cho các bác, đầy đủ size số cho các bác luôn nhá các bác nhá. Các bác đi vừa size nào thì các bác alo cho em để em sẽ gửi tới cho các bác nhá. Vâng, tiếp theo về phụ kiện xe đạp thì em sẽ lên cho các bác là những cái mã kính đạp xe nhá. Những cái mã kính rất là chất lượng luôn. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác kính Shimano này, xong rồi đến kính bãi của Ý, và hàng cao cấp hơn đó là hàng kính đổi màu của Mountain, rất là chất lượng luôn, đổi màu sang phân cực chống tia UV cho các bác nhé. Thì em sẽ đi vào chi tiết từng cái mặt hàng cho các bác luôn. Thì đầu tiên thì em xin gửi tới cho các bác một cái mã kính đạp xe đến từ thương hiệu Shimano này. Đấy, cái dòng này là dòng kính phân cực các bác nhé, dòng kính phân cực không phải kính đổi màu đâu các bạn. Đây là dòng kính phân cực, các bác đi nắng, trời nắng rất là tốt luôn, trời nắng chống bụi này, chống bụi, chống tia UV rất là xịn sò nhá. Mắt kính phân cực, hàng chính hãng của Shimano này, có bao bì nhá, có vỏ hộp Shimano cho các bác. Và các bác đầu tiên thì các bác lên mã giúp em là mã kính đạp xe số 1. Kính đạp xe số 1 các bác nhá, kính đạp xe số 1, kính Shimano thì em xin gửi tới cho các bác giá là 350.000. Cái này thì các bác đi ban ngày rất là thích luôn, mắt nó rất là dịu, không bị rức mắt nhá, không bị rức mắt, không bị mỏi mắt, và đặc biệt là chống khói bụi, bảo vệ mắt cho các bác rất là tốt. Thì cái mã đầu tiên là kính Shimano em đang giảm giá thanh lý cho các bác là còn 350.000 các bác nhá. Các bác lên mã giúp em là mã số 1, kính đạp xe Shimano 350.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái dòng kính bãi, dòng kính đạp xe bãi của Ý, con này là của Ý nhá các bác nhá. Đây, made in Italy ở đây các bác nhá, made in Italy. Con này thì đạp xe rất là tốt luôn, tại vì là nó, cái gọng của nó rất là chắc chắn này, cái gọng của nó rất là chắc chắn luôn, vân màu đen vân rất là đẹp nhá. Rất là chắc chắn. Và cái này thì các bác đeo lên mặt là nó ôm sát lấy khuôn mặt, ôm sát, không bị gió, không bị bụi vào mắt, đi đạp xe rất là thích luôn các bác nhé. Con kính này là con kính bãi của Ý, con này thì rất là chất lượng. Cái này thì các bác cũng chỉ đi ban ngày được thôi, đi ban đêm thì nó hơi tối một chút. Đấy, thì các bác lên mã giúp em là mã kính đạp xe số 2, kính Ý là 350.000 các bác nhé. Em thanh lý giảm giá cho các bác là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác là mẫu số 3. Mẫu số 3 dòng kính tráng gương của Bontrager, kính đạp xe Bontrager rất là đẹp luôn. Những cái mã kính này thì các bác đi xe đạp, đi xe máy đều được nhé, chứ không nhất thiết là đi xe đạp.
Đâu, con này là gọng mềm này, gọng rất là mềm, rất là mềm. Các bác không bị đau tai nhá, kể cả cái đệm mũi này bằng silicone cũng rất là mềm. Mắt là tráng gương, đổi màu xanh tím rất là đẹp này. Hàng thương hiệu của Bonchenger USA. Con này là mã số 3. Các bác lên giúp em là mã kính đạp xe số 3. Con này thì em lên giảm giá cho các bác là còn 500k các bác nhé. Mã số 3 kính đạp xe của Bonchenger là màu tráng gương, đổi màu rất là đẹp đây các bác ơi. Đấy, cái này thì các bác đi xe máy cũng được luôn, đi xe máy, đi xe đạp, các bác đạp xe ban ngày hay là trời chập tối cũng đều ok, chống bụi này, mũi mát các thứ rất là tốt nhá. Con này là thương hiệu của Mỹ, Bonchenger của Mỹ, hàng chuẩn chỉnh cho các bác luôn, rất là đẹp. Con này rất là ok này các bác này. Thì con này em lên giá cho các bác là 500k nhé. Các bác lên giúp em là mã số 3, mã kính đạp xe số 3 Bonchenger là 500k em bao ship các bác nhé. Tiếp theo thì đến dòng kính đổi màu của Monton thì em có 3 màu gọng, đó là gọng màu trắng, gọng màu xám này và gọng màu đen. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác là một cái chiếc gọng màu xám nhé. Gọng màu xám này, con này nó là dòng kính đổi màu, các bác đi đi ban đêm được, đi ban ngày được. Đây các bác nhìn qua cho em cái mắt kính này. Đấy, nó là màu trong nhá, màu trong. Con này thì các bác đi buổi tối rất là thích luôn, đi buổi tối là mắt trong như này này. Đấy. Đấy các bác nhìn qua cái mắt kính là nó màu trong nhá. Đấy, là cái này là gọng màu xám thương hiệu của Monton. Cái hàng này nó là hàng của Trung Quốc nhưng mà nó là hàng chính hãng các bác nhá. Hàng chính hãng, hàng này là hàng xuất châu Âu rất là đẹp luôn. Và nó có thêm cho các bác một gọng kính cận như này. Các bác về các bác có thể cắt kính lão này, kính cận này theo cái độ của bệnh viện hay là bác sĩ gửi cho bác, và các bác lắp lên đây, lắp lên cái gọng kính gọng mũi này là các bác đeo. Các bác đeo được nhá. Đấy. Và cái này thì nó rất là tiện, các bác đi đêm cũng được và đi ban ngày cũng được. Khi mà đi ra trời nắng thì nó sẽ đổi màu. Đổi màu, cái gọng này là cái bên ngoài là nó phủ tráng gương chống tia UV, nhưng mà nhìn các bác nhìn qua cái mắt trong của các bác này. Đấy, nó là cái dòng trong nhá, dòng mắt trong rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn nó rất là trong và chống tia UV cực tốt luôn. Đây, đây này nó đang bị lóa các bạn, nhưng mà nhìn qua cam, nhìn qua cam là nó rất trong. Đấy các bác nhìn thấy không, nó trong vắt luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà đi qua ra trời nắng là nó sẽ đổi màu nhá. Em sẽ test trực tiếp vào cái máy chống chống tia UV, vào cái máy tia UV này, chỉ trong 10 giây là nó sẽ đổi màu nhá. Cái này này các bác nhìn này, nó đang là mắt trong các bác nhé, mắt trong. Và hàng của nó là hàng chính hãng nguyên hộp như này, gửi cho các bác nguyên hộp, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, gửi cho các bác nguyên hộp như này. Đấy, và bây giờ em sẽ test cho các bác là trên cái máy tia UV, chỉ 10 giây thôi là nó sẽ đổi màu sang, các bác đi trời nắng cũng được và đi trời tối cũng được luôn nhá các bác nhá. Đây em sẽ test cho các bác, chỉ trong 10 giây thôi, chỉ trong 10 giây. Đây các bác nhìn giúp em, chỉ trong 10 giây là mắt kính nó đã đổi màu sang cái màu xanh chống tia UV, rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhìn thấy không, đây các bác nhìn nhá. Đấy, màu xanh, đổi màu sang màu xanh luôn. Đấy các bác nhìn thấy không, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì nó rất là đẳng cấp rồi. Khi mà gửi thì đi kèm sẽ là một túi đựng kính này, một khăn lau kính và một cái gọng cận nhá. Một cái gọng cận như thế này các bác nhá, một cái gọng cận như thế này. Đấy, và mắt kính là mắt kính đổi màu, mắt kính đổi màu. Các bác để vào trời nắng, để vào tia UV cho em. Đây, chỉ trong 10 giây thôi là nó sẽ đổi màu cho các bác, đổi sang màu xanh. Màu xanh nhá. Nên là các bác đi ra trời râm là nó rất là râm này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, vừa giờ nó trong, các bác nhìn qua cái mắt kính này nó trong, còn bây giờ là nhìn qua nó râm, càng nắng nó càng râm lại nhá các bác nhé, càng nắng càng râm lại. Và cái gọng này nó là gọng màu xám này các bác này, gọng màu xám. Và cái mã kính này của Monton, các bác lên giúp em là mã kính Monton gọng xám. Monton gọng xám này thì em gửi tới cho các bác giá là 780.000 các bác nhé, 780.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm cho các bác là một cái gọng màu đen. Gọng màu đen này cũng đến từ thương hiệu Monton. Các bác thích gọng nào thì các bác alo cho em trên số điện thoại em ghi trên màn. Cái thiết kế của nó rất là đẹp này, thiết kế hàng quốc tế nó rất là đẹp. Và những cái đệm tai là nó bằng silicone êm cực nhá các bác nhá, êm, rất là êm. Và khi mà các bác nhìn qua cái kính này, đấy, nó là hình trong, nó là trong nhá, trong, cái bàn tay của em nó trong này, nhìn nó màu trắng trong. Nhưng mà khi mà em test qua tia UV là nó sẽ đổi màu sang màu đỏ cam. Cái màu này nó rất là lạ luôn. Cái màu đỏ cam này nó rất là lạ. Cái màu này thì gọng màu đen, mắt đỏ cam thì cả nam và nữ đi đều được các bác nhá. Cả nam và nữ đi đều đẹp luôn. Đây, khi mà em đổi màu, đấy các bác nhìn không? Nó đã đổi màu sang màu đỏ cam, rất là tuyệt vời luôn các bác này.
không ở đâu có luôn các bác nhé, không ở đâu có cái mẫu kính này. Và cái mẫu này là hàng mới nhất 2024, hàng mới nhất 2024 đấy các bác, nhìn thấy không, cái bàn tay của em này nó đã dâm hơn một chút rồi, dâm hơn, càng nắng lâu nó càng dâm nhá, càng nắng lâu nó càng đổi màu đậm cho các bác luôn. Và cái này chống tia UV cực tốt luôn các bác nhá. Và các bác nên giúp em là kính Monton gọng màu đen, gọng màu đen nhá, giá là 780.000, 780.000. Tiếp theo là sang cái gọng màu trắng, nó sẽ đầy đủ phụ kiện các bác nhé, vừa túi đựng kính này, khăn lau kính và gọng cặn cho các bác luôn. Cái gọng màu trắng này thì các bác nam và nữ đeo đều đẹp luôn đấy các bác, nhìn cái chữ Monton nó rất là nét, rất là nét, rất là đẹp luôn đây nhá. Nhìn này các bác, nhìn này, tay của em này, cái này là nó mắt trong, khi mà mắt trong như này nhá, mắt trong khi mà ra đổi màu là nó sang cái đổi màu trắng gương, cái này màu gọng màu trắng là nó sang cái đổi màu trắng gương, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, cái này thì cái một cái mã kính này là 780.000 các bác nhá. Và nó có 3 gọng cho các bác lựa chọn, 3 màu gọng cho các bác lựa chọn, thì các bác thích màu nào thì các bác. Đấy, nó đổi sang màu trắng gương rất là đẹp, các bác nhìn thấy không? Đổi sang màu trắng gương cực kỳ là chất lượng luôn. Và cái gọng màu trắng này thì các bác nữ đeo cũng đẹp và các bác nam đeo cũng rất là ok. Đấy, thì các bác thích cái mẫu nào thì các bác alo cho em trên số điện thoại em ghi trên màn hình đấy. Gọng này bật ra bật vào rất là nhạy luôn. Và cái chữ ở trên gọng này, hàng chính hãng, nó rất là nét, rất là nét luôn, rất là đẹp. Và cái thương hiệu Monton là các bác biết rồi, nó rất là ok. Và cái mắt kính này, cái kiểu dáng của nó là số 1 luôn. Đây là cái mẫu mới nhất 2024 nhá các bác nhá. Và em đã nhập về để bán cho các bác, không ở đâu có cái mẫu đẹp như thế này các bác nhá. Thì các bác nhanh tay alo để sở hữu một cái chiếc kính đạp xe rất là chất lượng các bác nhá. Tiếp theo về phụ kiện xe đạp thì em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái bộ tay nắm này. Tay nắm này là hàng của Đài Loan các bác nhé, made in Taiwan này. Đấy, và đặc biệt của nó là bằng silicone. Silicone các bạn, rất là êm luôn. Em sẽ cho các bác xem nhé, nó bằng silicone, không phải là cái loại dạng vải thông thường đâu. Cái này silicone thì các bác cầm nắm nó rất là êm, rất là bắt tay. Và nó có tặng cho các bác là hai cái núm ở đây rồi nhá, hai cái núm bịt, hai cái đầu bịt rồi. Và cái màu này nó là màu xanh, màu xanh, màu xanh nước biển ấy, và lấp lánh rất là đẹp luôn, nhìn bên ngoài cực kỳ là thích các bạn. Cái này thì khi mà ánh sáng nó giải vào, nó chiếu vào thì nó rất là đẹp. Đây em sẽ lấy thử một cái cho các bác xem. Đây nhá. Rất là đẹp luôn. Đây này các bác này. Hoàng của Đài Loan. Đây, cái ánh sáng này lấp lánh luôn. Các bạn, lấp lánh luôn, rất là đẹp. Lúc màu xanh, lúc màu tím, và đặc biệt nó là cái chất liệu là silicone. Nó ở cái lớp giữa này nó có thêm một cái đệm cho các bác nhé. Đấy, rất là bắt tay luôn các bạn, rất là bắt tay. Chứ không phải là cái dạng vải khô thông thường thì các bác cầm. Cái này cầm, các bác cầm rất là mềm tay, rất là mềm tay và ma sát luôn các bác nhé. Đấy, thì nó là hàng của Đài Loan chính hãng, made in Taiwan. Cái này thì em xin gửi tới cho các bác giá là 300.000 một bộ nhé, 300.000 một cái bộ tay nắm xịn các bác nhé. Ngoài ra thì cái loại rẻ 150 em cũng có, loại rẻ là 150 các bác nhé, loại rẻ là 150. Nhưng mà hiện tại thì kho nhà em đang hết cái loại rẻ rồi, cái loại rẻ chỉ có 150 thôi, còn cái loại này là cái loại đắt, loại xịn, loại cao cấp rồi các bác nhé. Nhưng mà các bác thử so sánh hai loại mà xem, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái màu sắc của nó cũng rất là khôn này. Em có cả màu trắng nữa các bác nhé. Các bác nào thích thì các bác alo cho em. 300.000 một bộ. Nó nhẹ như lông hồng luôn, nó nhẹ nhẹ như lông hồng. Và nó là hàng chính hãng, made in Taiwan ở đây. Hàng xịn luôn, hàng xịn nhá. Em đảm bảo với các bác là hàng xịn, chuẩn xịn. Đấy, rất là ngon, rất là ngon, rất là đẹp luôn các bạn. Siêu ngon, siêu đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, và các bác lắp lên xe thì nó phải nói là rất là đẳng cấp. Đây này, nó là cái chất liệu silicone nhá, chứ không phải là cái vải khô, vải dù bình thường. Các bác cầm lên là các bác thấy khác biệt ngay. Là một cái bộ này, cái bộ tay nắm này các bác lên giúp em là bộ tay nắm silicone hàng của Đài Loan nhé. Đấy, made in Taiwan này, giá là 300.000 một bộ, 300.000 một bộ các bác nhé. Vâng, tiếp theo về bidan xe đạp. Bidan xe đạp thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái mã bidan bạc đạn này, màu đen này. Nó có những cái đinh chốt ở đây để giúp các bác bám giày nhé. Ví dụ nhé các bác nhé, giày đạp xe của các bác này, nó sẽ thiết kế cho các bác là những cái mẫu chốt ở đây, thì những cái đinh này này nó giúp cho các bác làm giảm cái độ ma sát này. Đấy, nó sẽ bắt vào cái những cái chỗ này
đấy các bác nhá, nó bắt vào những cái chỗ này đấy thì nó giảm cho giúp giảm cái độ trơn trượt, giảm cái độ trơn trượt của các bác và giúp cho nó bám dày hơn để các bác đi nó được trớn hơn, được mạnh mẽ hơn các bác nhá. Và cái bã bidan này thì các bác lên giúp em là mã số 1, bidan mã số 1 màu đen, em xin gửi tới cho các bác giá là 350k một bộ nhá, hai chiếc 350k một bộ và nó là hàng bạc đạn hết nhá, đều là bạc đạn, quay rất là trớn các bác ạ, rất là trớn, rất là đẹp luôn. Cái này là dùng cho cerat đấy, cerat hoặc các bác có thể thích lắp MTB thì các bác cũng vẫn có thể lắp được. Đây là mã số 1 em gửi tới cho các bác giá là 350k các bác nhé. Tiếp theo là mã số 2, mã số 2 là bidan trục carbon, bidan trục carbon các bác, trục carbon này nhá, màu đây là màu đen, màu đen và em có thêm cho các bác là màu bạc nữa này. Đấy, hai màu cho các bác lựa chọn, màu đỏ đen và màu bạc. Và cái này nó là trục carbon nhá, ở giữa nó là trục carbon rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ, rất là trớn này, các bác nhìn thấy không? Siêu trớn luôn. Và nó thiết kế cái chạm trục carbon này là để giảm cái độ nặng lên, giảm cái độ nặng. Đi xe thì các bác càng nặng bao nhiêu, càng khó đạp bấy nhiêu và càng nhẹ là càng thích. Ví dụ những cái người Tour de France, cái cầu thủ đấy, người ta thiết kế càng nhẹ xe càng dễ đi và cái tốc độ nó càng nhanh hơn nhá. Nhẹ được tí nào hay tí đấy các bạn. Và nó cao cấp là nó bằng thiết kế bằng trục carbon này, vừa nhẹ nhá, vừa nhẹ mà vừa cao cấp cho các bác. Và cái mã số 2 này em có hai màu, đó là màu đỏ đen và màu bạc. Màu đỏ đen và màu bạc thì cái bộ này có giá là 500k các bác nhé. Mã số 2 này là 500k này, 500k. Tiếp theo đến cái mã số 3, nó là chất liệu titan, bidan titan siêu nhẹ luôn các bạn. Đấy, titan nhá, cái loại này nó là hàng cao cấp rồi, hàng cao cấp rồi, chất liệu titan nó là chất liệu hiếm rồi, titanium này. Và nó rất là nhẹ luôn các bạn, nhẹ cực kỳ luôn các bác nhé. Nó là cái thương hiệu của Tito, bidan carbon rất à, đây là titan, rất là đẹp luôn. Đây các bác này, đinh màu cam siêu đẹp luôn các bác nhé. Và cái này nó nhẹ như không có gì luôn, nhẹ như không có gì ấy. Nó có mấy cái đinh chốt ở đây cho các bác này, một cái mã cao cấp. Và cái mã bidan titan này em gửi tới cho các bác giá là 1.500.000 các bác nhé, 1.500.000, loại cao cấp nhất luôn. Chất liệu titan là chất liệu hiếm rồi, titanium, một cái chất liệu rất là ngon. Đấy, thì các bác lên giúp em là mã bidan titan, em gửi tới cho các bác giá là 1.500.000 các bác nhé. Tiếp theo thì em xin lên cho các bác là những cái mã đèn hậu này. Đầu tiên thì em lên cho các bác một cái mã đèn hậu Q1 các bác nhé. Q1 đến từ thương hiệu Rockbrot. Con này nó là hàng chính hãng nhé các bác nhé, hàng chính hãng và rất là bền luôn. Cái này thì ưu điểm của nó là các bác dùng sạc đầy, các bác sạc đầy cho em thì các bác dùng trong khoảng một tháng mới hết pin các bạn, một tháng mới biết hết pin. Và nó có hai cái đế, một cái đế để các bác bắt ở dưới cột yên, đây là cái đế để các bác bắt ở dưới cột yên nhé, và một cái đế để các bác treo ở dưới yên luôn, treo ở dưới yên như này luôn này. Đấy, đây em sẽ bật cho các bác xem cái con đèn này thì rất là đẹp luôn. Đây là ánh sáng nháy này, nháy nhanh này, 7 màu này, đấy, nháy chậm này, nháy chậm 7 màu các bác nhé. Và bốn cái chấm này là biểu hiện của cái pin nhá, khi nào hết một vạch là hết pin, hết 1/4 pin rồi các bác nhé. Đấy, 7 màu xanh đỏ tím vàng. Tiếp theo là đây là cái chế độ nháy để cảnh báo thôi, chế độ tiết kiệm pin. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái đèn này thì em lên cho các bác giá là 200k, 200k các bác lên giúp em là mã đèn Q1, em lên cho các bác giá là 200k các bác nhé. Hàng chính hãng thì các bác dùng một tháng mới hết pin, rất là bền luôn. Đấy, chống mưa chống nắng một tháng mới hết pin luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã đèn hậu cao cấp hơn, đó là đèn hậu cảm biến. Đèn hậu cảm biến này là khi mà các bác phanh gấp, phanh gấp là đèn nó sẽ sáng rực lên. Các bác hình dung ra giống cái đèn xe máy ấy. Cái đèn xe máy của các bác khi mà các bác phanh gấp là cái phanh, cái đèn đèn phía sau, đèn hậu phía sau nó sáng rực lên. Thì cái đèn này cũng thế, khi mà xe đạp của các bác phanh gấp là đèn nó sẽ sáng rực lên. Và các bác khi mà các bác dừng nghỉ chân khoảng 9 giây đến 10 giây là đèn sẽ tự động tắt và các bác đi hoạt động trở lại là đèn lại sáng lại nhé. Thì khi nào mà các bác không dùng nữa thì các bác nên tắt giúp em, tại vì tránh cái trường hợp là khi mà trẻ nhỏ hay là có ai động vào xe các bác thì nó lại sáng lên thì gây tốn pin, gây tốn pin các bác nhé. Đây thì cái đèn này em xin bật lên cho các bác này. Đây, và cái đèn Q3 này thì ánh sáng của nó nét hơn cái đèn Q1, các bác có cảm thấy thế không ạ? Em thì em thấy nó nét hơn, ánh sáng nó nét hơn. Đây, đây là ánh sáng màu đỏ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác treo dưới yên rất là đẹp nhé. Đây, ánh sáng nháy nhanh này.
Đây là chế độ đứng yên. Chế độ đứng yên khi mà các bác phanh phanh một cái là đèn nó sẽ sáng rực lên. Đấy các bác hình nhìn thấy chưa? Đấy, sẽ sáng rực lên như thế. Và cái đèn này nó rất là bền. Các bác dùng 1 tháng mới phải sạc một lần các bác nhé. Các bác dùng 1 tháng các bác mới phải sạc một lần. Và nó cũng có đầy đủ dây sạc này. Khi sạc thì các bác xoay ra. Đây là cái đế sạc đây. Đấy. Khi mà sạc thì các bác xoay như thế. Và nó cũng có đầy đủ phụ kiện để cho các bác lắp ở dưới yên hoặc dưới cột yên được nhá. Đấy, thương hiệu đến từ thương hiệu Robert này. Thì các bác nên giúp em là mã đèn hậu Q3. Em xin gửi tới cho các bác giá là 300k các bác nhá, 300k. Vâng, tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác là cái những cái dụng cụ để dưỡng xích này, dưỡng bảo dưỡng xe đạp nhá các bác nhá. Và đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác là một cái dầu tra xích này. Dầu tra xích cái loại này thì các bác là dùng hàng ngày cũng được. Các bác có thể rất là tiện luôn, các bác có thể dùng để giỏ quạt này, quạt quay của các bác nó bị kẹt nhá. Quạt quay của các bác bị kẹt này, hoặc là cái ổ khóa các thứ, chứ không nhất thiết là dùng tra xích xe đạp nhá các bác nhá. Cái này nó rất là tiện luôn, và một cái lọ này chỉ có 20k thôi. 20k thì em không bao ship nhá, các bác lấy nhiều về dùng dần cũng được. Cái này thì các bác dùng hàng ngày cho em, bảo dưỡng cho em là 20k một lọ dầu tra xích hàng ngày. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã dầu tra xích xịn hơn một chút. Cái này thì các bác dùng để bôi trơn cho các bác. Dầu này là dầu nước, đi kèm là sẽ một cái khăn lau nhá, một cái khăn lau xích này. Và một cái lọ dầu này thì có dung tích là 160ml các bác nhé, 60ml. Cái lọ dầu này thì về các bác mở nắp ra, các bác làm đậy cái nắp này cho em, đậy cái nắp này cho em này. Đấy, xong là các bác những cái lỗ này nhá, những cái lỗ này là để dầu nó ra các bác nhé. Dầu nó ra các bác quay này, quay xích vào đây, quay cái sợi xích vào đây. Ví dụ em đang hướng dẫn cho các bác như này nhé. Ví dụ đây là cái sợi xích của các bác này. Đây là cái sợi xích của các bác. Các bác để cái răng cưa này lên. Đấy, các bác cứ quay này cho em, đi đều đều như này là dầu nó chảy đều trên cái mắt xích của các bác, là nó giảm ma sát nhá, giảm ma sát ở cái lưỡi răng của cái đĩa này với những cái mắt ốc như này, giảm ma sát để là tăng cái tuổi thọ của cái xích của các bác lên. Và một cái chai dầu tra xích như này là 100k nhá, kèm một cái khăn lau cho các bác. Đấy, kèm một cái khăn lau cho các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã dầu tra xích của cái dầu Pháp thì hiện tại em đang hết rồi đúng không? Dầu Pháp hết. Dầu Pháp bình thường nhà em là 250 một chai, nhưng mà hiện tại thì đang hết rồi. Thì tiếp theo em lên cho các bác một cái chai dầu tra xích của Nam Phi, sản xuất tại Nam Phi này các bác ơi. Phía Nam của Nam Phi, cái này nó là dạng dầu sáp, dầu sáp dầu khô rất là tốt luôn. Cái này là giảm chống bụi này, giảm bụi này, giảm bắt bụi này. Đấy, và giảm cái khả năng ma sát giữa các cái mắt xích này, nó là dầu sáp nhé. Cái này là nó rất là đặc luôn, một cái chai của nó là các bác dùng rất là nhiều. Khi mà giỏ thì các bác giỏ một chút xíu thôi, tại vì nó là dầu sáp đây, nên em sẽ giỏ cho các bác xem nhé. Đấy, các bác chỉ rõ một ít xíu xíu như này thôi. Và khi đạp xe là những cái mắt xích này là nó sẽ cọ vào cái dầu này, nó sẽ tan chảy ra và nó bảo dưỡng trơn tru cho các bác xích. Và cái dạng dầu sáp khô như này là các bác dùng rất là được lâu, rất là lâu luôn các bác nhá. Đấy, mỗi lần rõ thì các bác chỉ cần nhỏ một xíu ở cái mắt xích này thôi. Đấy, mắt xích này làm cái ốc, cái răng này nó trơn tru hơn, giảm bụi này, chống bụi bậm tốt nhất luôn. Những cái dầu nước này là nó bụi, bám bụi rất là nhanh này. Còn cái dầu khô này là các bác yên tâm nhá, chỉ trong một lúc thôi là nó đã khô lại rồi, và nó chỉ trơn ở bên trong thôi, là rất là tốt. Và cái dầu này là nó là gọi là dạng dầu khô các bác nhá, dầu khô của Nam Phi. Cái này thì em để cho các bác giá là 300k một chai thôi. Em giảm giá cho các bác là 300k một chai nhá. Rất là tốt luôn. Cái dầu này thì các bác nên lấy cái dầu này này, tại vì là nó là cái dòng dầu là đang là tốt nhất hiện giờ. Đấy, các bác đi là xích của các bác là nhanh bị mòn này, và cái lưỡi răng ở cái đĩa này, ở cái líp này cũng rất là nhanh bị mòn. Thì các bác tra cái dầu này cho em là nó giảm cái độ mòn lâu nhất có thể nhá các bác nhá. 300k một chai. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác là một cái hộp vá xăm xe đạp các bác nhá. Hộp vá xăm xe đạp đến từ thương hiệu Rock Bros này. Đấy, hộp vá xăm bình và bên trong cái hộp vá xăm này gồm hai cái móc lốp inox. Bình thường các bác mua lẻ hai cái móc lốp inox này là đã là 100k rồi các bác nhá. Hai cái móc lốp này
và 8 miếng vá các bác nhé, 8 miếng vá, hai bên là 8 miếng vá này, và một cái miếng trà xăm. Các bác tìm được cái chỗ thủng rồi, các bác trà xăm cho nó mỏng đi, xong các bác bôi keo vào, bôi keo vào và các bác dán lên. Đây là hai cái móc lốp rất là tiện luôn, các bác mang đi đường dài này, mang đi đường dài hoặc các bác có thể bỏ vào trong cái túi đựng của các bác bất kể lúc nào. Các bác sợ thủng xăm ở bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu các bác cũng có thể vá được nhé. Và cái hộp vá xăm này thì em lên cho các bác rất là rẻ thôi, tri ân cho các bác, giá chỉ có 70k. Bình thường các bác mua, bình thường các bác mua lẻ một hai cái móc lốp đã là 100k rồi đấy các bạn. Đấy. Và cái này thì em nhập được cái số lượng lớn thì nó mới rẻ thế thôi nhá. Và các bác lên giúp em là hộp vá dốc, hộp vá dốc 70.000, 70k các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một cái bộ sửa xe 13 chi tiết này. Đấy, rất là tiện luôn, các bác không phải tháo rời ra. Không phải tháo rời, tháo rời ra là nó rất hay bị mất các bạn. Nên là các bác cứ cầm cho em cả cái bộ này. Cần cái đầu lục lăng nào thì các bác mở ra các bác vặn lên cho em như này thôi, rất là tiện, không bị mất, không bị thất lạc, khó tìm các bác nhé. Và cái này thì nó gồm 13 chi tiết này, gồm cả mấy cái lục lăng, à mấy cái lục giác như này, rất là tiện luôn, cả ốc vít các thứ đây, và những cái đầu lục giác vuông nữa đây, cả cái đầu lục giác vuông nữa, rất là tiện luôn. Và một cái bộ món sửa xe 13 chi tiết này em lên cho các bác giá, gửi tặng cho các bác giá chỉ có 50k thôi nhá. 50k một cái bộ lục giác như thế này, rất là cần thiết cho các bác đi sửa xe đấy. Các bác cứ lấy combo cho em như thế này đấy, lục lăng này, hộp vá này, rất là tiện luôn, rất là cần thiết các bác nhé.